Tiểu sử diễn viên Hòa Hiệp, chàng diễn viên mắt hí và những vai diễn ấn tượng trên sóng truyền hình. Hòa Hiệp tên đầy đủ là Nguyễn Hòa Hiệp. Anh sinh ngày 1 tháng 1 năm 1982, là một nam diễn viên điện ảnh, diễn viên truyền hình, diễn viên hài kịch và đạo diễn sân khấu được yêu thích. Anh được khán giả biết đến với những vai trong các bộ phim như Mùi Ngò Gai, Ngày Báo, Cô Nàng Bướng Bỉnh, Cổng Mặt Trời, Lối Sống Sai Lầm, Làm Dâu, Ông Trùm, Khu Vườn Bí Mật, v.v. Anh từng thi đậu vào trường cao đẳng sân khấu điện ảnh và trường đại học Hàng Hải. Tuy nhiên, Hòa Hiệp lại theo học trường cao đẳng sân khấu điện ảnh. Trong thời gian học tại trường, anh đã tham gia diễn xuất ở nhà hát kịch thành phố. Sau đó, anh được nghệ sĩ Hoài Linh phát hiện và mời tham gia tiểu phẩm hài Quả Đào Lửa, rồi đi diễn khắp các tỉnh phía Nam. Đến năm 2002, Hòa Hiệp tham gia bộ phim đầu tiên Vòng Xoay Số Phận. Sau đó, anh được khán giả biết đến với những vai diễn trong các bộ phim thu hút khác như Mùa Ngò Gai, Ngày Báo, Cô Nàng Bướng Bỉnh, Cổng Mặt Trời, Lối Sống Sai Lầm, Gia Đình Phép Thuật. Ngoài ra thì chàng diễn viên điển trai này còn tham gia diễn xuất trên sân khấu kịch, hài cũng như lấn sân sang lĩnh vực ca hát. Anh cũng từng làm người dẫn chương trình cho nhiều chương trình như Ngày Chủ Nhật Của Em, Vui Cùng Hugo, Chinh Phục Thời Gian của Đài Truyền Hình Thành Phố Hồ Chí Minh và một số chương trình khác như Nhỏ To Tâm Sự của Đài Truyền Hình Việt Nam. Nhắc đến Hòa Hiệp, khán giả nghĩ ngay đến nam diễn viên sở hữu vẻ đẹp trai khá Hàn Quốc, nụ cười tỏa nắng cùng đôi mắt hí đặc trưng. Có thể nói đến thời điểm hiện tại, Hòa Hiệp vẫn là một trong số ít những diễn viên trẻ của điện ảnh Việt có khả năng đảm nhận thành công nhiều dạng vai khác nhau, từ hiền lành, thư sinh, nho nhã, cho đến thủ đoạn, thâm độc và lọc lõi. Bằng tài năng nghệ thuật thiên bẩm, Hòa Hiệp nhanh chóng được khán giả chú ý dù những vai diễn của anh thời kỳ đầu chưa thực sự xuất sắc. Nhưng càng về sau, diễn xuất của Hòa Hiệp ngày càng lên tay. Điều này giúp anh tạo dựng được thương hiệu cá nhân, đồng thời có chỗ đứng vững chắc trong lòng khán giả. Năm 2013, Hòa Hiệp góp mặt trong chương trình truyền hình đình đám Bước Nhảy Hoàng Vũ. Tuy nhiên, nam diễn viên liên tục đá đểu ban giám khảo và có thái độ không tôn trọng nội quy chương trình. Nhiều ý kiến cho rằng dường như quyết định tham gia cuộc thi của Hòa Hiệp là sai lầm, bởi từ đây hình ảnh về anh bị xấu đi đáng kể trong mắt khán giả. Bỏ ngoài tai những lời đồn đại của dư luận, Hòa Hiệp chọn cách sống ở ẩn để tạm lắng lòng lại. Và cho đến hiện tại, người hâm mộ cũng hiếm khi gặp Hòa Hiệp trong các event giải trí. Điều này khiến không ít khán giả thắc mắc và đặt nghi vấn là anh đã giải nghệ. Tuy nhiên, sự thật là Hòa Hiệp vẫn hoạt động nghệ thuật nhưng có phần trầm lắng hơn trước đây. Anh tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim truyền hình suốt thời gian qua nhưng không tạo được tiếng vang lớn như thời kỳ hoàng kim của mình. Ngoài công việc đóng phim, Hòa Hiệp còn xuất hiện trên sân khấu ca nhạc với vai trò ca sĩ. Hòa Hiệp chia sẻ, nhiều người bảo không thấy Hiệp trên TV. Hiệp đóng xong rồi nhưng chuyện có chiếu hay không là việc của nhà sản xuất và nhà đài. Mình không biết được. Rồi phim mình đóng vẫn chiếu, nhưng nhiều khán giả không xem được. Họ chỉ xem game show nhưng lại nói là mình mất tích vậy đó. Một số giải thưởng mà Hòa Hiệp đã đạt được: giải nam diễn viên kịch nói được yêu thích nhất của giải Mai Vàng năm 2008 với vai thắng trong vở kịch Nước Mắt Người Điên. Hòa Hiệp được tuyên dương thanh niên tiêu biểu thành phố năm 2009. Huy chương vàng hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 2010 với vai Trọng Thủy trong vở kịch Nỏ Thần. Nam diễn viên chính truyền hình được yêu thích nhất của giải HTV Awards 2011 với vai Vĩ trong phim Cổng Mặt Trời. Giải thưởng nghệ sĩ thân thiện HTV Awards 2011. Về vấn đề tình cảm, nam diễn viên sinh năm 1982 cho biết bản thân đang hạnh phúc với cuộc sống độc thân. Trong một lần chia sẻ với giới truyền thông, anh nói
Hiệp đã yêu và chia tay đến 3-4 cuộc tình. Người gần đây nhất, Hiệp cũng thương hết lòng, nhưng gia đình người yêu muốn Hiệp bỏ nghề mới cho làm đám cưới. Hiệp thì không thể bỏ sân khấu được. Nam diễn viên sinh năm 1982 thừa nhận rằng anh khá kén và khó trong chuyện chọn bạn đời. Nhiều lúc cô đơn, Hòa Hiệp cũng muốn nhắm mắt, ừ đại rồi cưới ai đó, nhưng sợ không hạnh phúc, sợ con cái bất hạnh, anh lại ghìm lòng mình lại. Vì thế, Hòa Hiệp luôn để mình cuốn theo các xu diễn dày đặc, để phơi đi nỗi lòng và đợi ngày tìm được nửa kia thật sự. Nam nghệ sĩ cũng lên tiếng rằng bản thân luôn muốn cuốn theo các xu diễn để phơi đi những áp lực tìm nửa kia. Được biết, anh cũng đang kinh doanh trà sữa mang thương hiệu riêng của mình với sự hỗ trợ của bạn thân là diễn viên Nguyễn Lê Bá Thắng và công việc kinh doanh vẫn đang tiến triển tốt. Hòa Hiệp không ngần ngại chia sẻ tiêu chí chọn bạn đời. Anh cho biết bản thân chỉ cần một người phụ nữ hợp tuổi, hợp tính, có công việc ổn định và hiểu cho nghề của anh. Hoàng tử Mắt Hí tâm sự. Hiệp đóng cặp với nhiều người, đương nhiên cũng có chút xíu tình cảm. Nhưng tình cảm đó chỉ là để có cảm xúc đóng phim. Hết phim rồi thì cũng thôi. Ngoài ra, nghệ sĩ là người mang tai tiếng rất nhiều, nên rất cần bạn đời hiểu Hiệp là người như thế nào để không bị tác động từ bên ngoài. Hiện tại, khi đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, Hòa Hiệp nghiệm ra một điều là mình cần phải biết sống cho bản thân và làm những gì không hổ thẹn với lương tâm. Thấm nhuần suy nghĩ đó nên Hòa Hiệp kiên trì bám trụ sân khấu, đạp lên mọi thị phi để tồn tại với niềm tin rằng mình cứ sống đúng con người của mình, rồi một ngày mọi người sẽ hiểu.